Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới vừa có công văn về việc thông báo thời gian địa điểm tổ chức bản pháo hoa, thông báo cầm người và các loại phương tiện tham gia giao thông để phục vụ bản pháo hoa Tết Nguyên đán năm 2023. Vào lúc 0 giờ 0 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023, thời gian mỗi địa điểm khoảng 15 phút. Địa điểm 1 tại cầu Nhật Lệ 1, phường Đồng Hải. Địa điểm 2 tại công viên Hồ Đồng Sơn, phường Đồng Sơn. Trong thời gian bản phảo hoa sẽ cấm tất cả các phương tiện, trừ cả phương tiện làm nhiệm vụ lưu thông trên cả tuyển đường, đoạn từ km 0 đến km 1, 500 quốc lộ chỉnh E, đường Trần Hương Đạo, đoạn từ ngã Tư Bưu Điền đến quảng trường biển Bảo Ninh. Hạn chế giao thông trên sông Nhật Lệ từ cửa biển đến cảng cải Nhật Lệ, km 2, 00 đến km 4, 00. Khu vực đường Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập thuộc địa phần phường Đồng Sơn. Thời gian phong tỏa vào cẩm đường từ 23 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1 năm 2023 từ ngày 30 tháng 12 âm lịch đến hết 0 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1 năm 2023 từ ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch. Trong thời gian phong tỏa cẩm đường đối với khu vực cầu Nhật Lề 1, các loài phương tiện và người tham gia giao thông thuộc khu vực xã Bảo Ninh đi theo đường Võ Nguyên Giáp qua cầu Nhật Lề 2 đến quốc lộ 1 và ngược lại. Đối với khu vực đường Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, cả phương tiện tham gia giao thông đi theo hướng đường Triều Quang Phục, Giao Hà Huy Tập, Lý Nhân Tông, Lý Thái Tổ và ngược lại.